Bài 4. Tinh thần tham gia thượng hội đồng giám mục. Câu 30. Hỏi: Để thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 đạt được mục đích mang tính hiệp hành thì cần phải làm gì? Thưa, cần phải lắng nghe lời Chúa trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, vì thần khí Thiên Chúa soi sáng và ban sức sống cho việc cùng nhau cất bước hành trình của hội thánh. Câu 31. Hỏi: Tiến trình xây dựng Hội Thánh hiệp hành được lấy cảm hứng từ những hình ảnh nào trong Kinh Thánh? Thưa: Được lấy từ hai hình ảnh này. Một là khung cảnh cộng đồng với Chúa Giêsu, đám đông và các tông đồ. Hai là kinh nghiệm lắng nghe Chúa Thánh Thần để hoán cải nơi thánh Phêrô và viên sĩ quan Cọc Nêliô. Câu 32. Hỏi: Trong khung cảnh cộng đồng, Chúa Giêsu giữ vai trò nào? Thưa, Ngài là nhân vật chủ đạo tuyệt đối, có vai trò khởi xướng. Câu 33. Hỏi: Nếu thiếu Chúa Giêsu, tương quan hiệp hành sẽ thế nào? Thưa, nếu thiếu Chúa Giêsu, tương quan hiệp hành giữa các tông đồ và đám đông chỉ là một thứ giao kèo và kết thúc như một trò chơi chính trị. Câu 34: Hỏi, các tông đồ có vai trò nào? Thưa, các ngài được kêu gọi để lãnh nhiệm vụ làm trung gian giữa đám đông dân chúng với mặc khải và sự xuất hiện của nước Thiên Chúa. Câu 35: Hỏi, nếu thiếu các tông đồ tương quan hiệp hành sẽ thế nào? Thưa, nếu thiếu các tông đồ, thì mối tương quan với chân lý tin mừng bị phá vỡ và đám đông sẽ chỉ còn thấy Chúa Giêsu như một huyền thoại hoặc như một ý thức hệ. Câu 36 Hỏi đám đông dân chúng được nói đến là ai? Thưa, đó là bất cứ ai mang thân phận con người. Những người cần được nghe tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Câu 37. Hỏi, nếu thiếu đám đông dân chúng, tương quan hiệp hành sẽ thế nào? Thưa, nếu thiếu họ, mối tương quan giữa các tông đồ và Chúa Giêsu sẽ suy thoái thành một thứ tôn giáo mang hình thức giáo phái và tự quy ngã. Đồng thời, việc loan báo tin mừng sẽ mất đi ánh sáng của nó vì thiếu đối tượng. Câu 38. Hỏi: Trong khung cảnh cộng đồng, điều gì gây cản trở cho tiến trình hiệp hành? Thưa, chính sự chia rẽ cản trở con đường hiệp hành. Sự chia rẽ bộc lộ dưới nhiều hình thức: sự hời hợt hay thay đổi hoặc là hình thức nghiêm ngặt của tôn giáo với những bó buộc luân lý gắt gao hoặc sự quyến rũ của một thứ khôn ngoan chính trị thế gian. Câu 39 Hỏi để vượt qua cản trở này cần phải làm gì? Thưa, cần phải thường xuyên hoán cải như Thánh phê -rô trong câu chuyện với viên đại đội trưởng Cọc Nê Xem công vụ, tông đồ, chương 10. Câu 40 Hỏi sự hoán cải nơi Thánh phê -rô diễn ra thế nào? Thưa, Thánh phê -rô đã lắng nghe tiếng Chúa nhưng rất khó khăn để chấp nhận và làm theo vì ý hướng ấy mới mẻ và đi ngược với truyền thống của luật tô -ra. Sau cùng, Thánh phê -rô đã hoán cải để vượt qua những rào cản trong truyền thống do Thái mà đến với dân ngoại. câu 41. Hỏi kinh nghiệm hoán cải nơi Thánh phê -rô gợi lên điều gì trong tiến trình hiệp hành? Thưa, phải thực hiện Thánh ý Thiên Chúa, phá bỏ các rào cản, thúc đẩy các cuộc gặp gỡ và xây dựng những cộng đồng hoán cải. Hết bài 4